Theo nghiên cứu, Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, dễ làm cho cơ thể con người mất nước nhiều, nên nhiều người mắc bệnh sỏi thận. Khoảng 10 đến 14% người mắc sỏi thận, và trong số các bệnh đường tiết niệu thì sỏi thận chiếm tỷ lệ khoảng 48%. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ có những biến chứng khó lường như nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm đài bể thận, viêm thận kẽ, viêm hẹp cổ đài thận, giãn đài bể thận, ứ nước, ứ mủ thận, áp xe thận, suy thận do sỏi thận hai bên gây tắc nghẽn. Hôm nay hãy cùng tìm hiểu về căn bệnh sỏi thận với những lưu ý quan trọng mà người mắc bệnh sỏi thận cần biết với bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Xuân Tùng, khoa thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng. Chào bác sĩ, thưa bác sĩ, bệnh lý sỏi thận là gì ạ? Sỏi thận là bệnh lý mà hình thành khi mà các cái tinh thể trong nước tiểu lắng đọng lại, kết tinh lại với nhau, tạo thành các cái hòn sỏi nằm trong bể thận, đài thận. Thì đấy là bệnh lý của sỏi thận. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh này được không ạ? Những nhóm đối tượng có nguy cơ cao thì đầu tiên phải kể đến là những cái người mà có cái tiền sử gia đình có bệnh lý về sỏi thận, thì những người đó thường là hay mang những cái gen mà mang cái tính chất có thể tạo sỏi nhiều. Thứ hai là phải kể đến là những cái người mà sống trong cái vùng nhiệt đới, thì những người này thường là sử dụng nước ít, bốc mồ hôi nhiều, làm cho cái lượng nước tiểu thoát ra ngoài ít, đấy gây ra tình trạng sỏi thận. Thứ ba là những người mà ăn cái chế độ ăn nó không hợp lý, ăn quá nhiều đường, quá nhiều muối, đặc biệt là bổ sung quá nhiều canxi, thì những người này thì cũng rất dễ gây ra sỏi thận. Thứ tư nữa phải kể đến đó là những cái đối tượng mà đã phẫu thuật về cái đường tiết niệu, đã can thiệp về đường tiết niệu thì đã để lại những cái vết sẹo trong đường tiết niệu, thì khi đó thì những người này cũng rất có nguy cơ nhiều để mắc sỏi thận. Với một căn bệnh có nhiều đối tượng dễ mắc phải như vậy thì làm sao để bệnh nhân họ biết được là họ có bị sỏi thận hay không, thưa bác sĩ? Sỏi thận thì nó là một cái tiến triển rất là âm thầm trên người bệnh và hầu như mà không có bất kể một cái triệu chứng gì biểu hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên khi mà sỏi mà gây bệnh thì nó sẽ có các biểu hiện sau. Thứ nhất là người bệnh có thể cảm thấy đau mỏi lưng liên tục, âm ỉ, đau mỏi hai bên thắt lưng hoặc lệch sang một bên, đau lan xuống cái vùng sinh dục. Thì khi đó người bệnh cần phải đi khảo sát với lại các cận lâm sàng khác, ví dụ siêu âm, X-quang, chụp hệ tiết niệu cũng chuẩn bị để kiểm soát xem mình có bị sỏi thận hay không hay một cái bệnh lý khác gây đau lưng. Thứ hai là bệnh nhân có thể đi tiểu ra máu do cái sỏi nó di chuyển, nó cọ sát vào đường tiểu. Cái đi tiểu ra máu này nó không có gây ra đi tiểu buốt, không gây ra tiểu rắc. Như vậy không phải do viêm đường tiết niệu mà do sỏi di chuyển. Người bệnh cũng cần phải đi kiểm tra. Thứ ba nữa là khi mà cái viên sỏi này nó gây ra cái biến chứng nặng hơn như viên sỏi tắc vào cái đường tiết niệu, trong đó có tắc niệu quản, tắc đài bể thận, gây giãn ra, thì khi đó thì bệnh nhân có những cơn đau quặn thận điển hình, đau có thể đau như dao đâm và đau lan xuống bộ phận sinh dục, khi đó thì người bệnh đã phải đi cấp cứu do cái bệnh lý sỏi thận gây ra. Thưa bác sĩ, vừa nãy thì bác sĩ có đề cập tới những tình huống xấu. Vậy thì những tình huống xấu với người mắc bệnh sỏi thận là những gì ạ? Những tình huống xấu ở đây thì chúng ta có thể hiểu đến đó là những cái biến chứng mà khi mà các cái bệnh sỏi thận mà mình không điều trị kịp thời. Thì thứ nhất thì có thể kể đến đó là cái tình trạng viêm đường tiết niệu tái phát nhiều lần do không điều trị sỏi. Thì trong cái viêm đường tiết niệu đó thì khi mà sỏi nó gây ra tình trạng mà bị kẹt cái đường niệu lại, kẹt cái đường niệu lại, gây ra tình trạng ứ nước tiểu, cái viêm thì nhẹ nhàng thì có thể là viêm đài bể thận cấp, nặng hơn thì có thể gây ra áp xe ở trong cái bể thận hoặc cái đường tiết niệu đó, gây ra tình trạng là viêm thận cấp và gây ra có thể là nhiễm trùng máu, gây ra nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Thứ hai là trên những cái bệnh nhân mà có những cái sỏi thận mà lại trên bệnh nhân có các cái bệnh có một thận duy nhất, và thận còn lại thì không hoạt động, hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng suy thận, thì khi mà cái đường tiểu nó bị kẹt lại, cái sỏi nó kẹt lại ở đường tiểu thì gây ra cái tình trạng là nước tiểu không thoát ra được. Bệnh nhân lại chỉ có một thận thôi thì gây ra tình trạng là suy thận cấp, bệnh nhân có thể dẫn tiến tới là tình trạng mệt mỏi,
dẫn đến hôn mê. Thứ ba nữa là khi mà cái sỏi đó nó kẹt lại cái đường tiểu quá lâu, gây ra tình trạng giãn thận độ 3, độ 4 thì nó sẽ làm cho thận mất chức năng. Gần như quả thận đó sau khi được giải quyết cái viên sỏi thì cũng gần chức năng nó cũng không có còn được tốt, không thể bù trừ lại được như ban đầu. Dạ thưa bác sĩ, những thói quen nào trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đang âm thầm tiếp tay cho căn bệnh sỏi thận ạ? Các thói quen xấu trong hàng ngày thì có rất nhiều thói quen xấu. Những thói quen ấy thì có thể gây ảnh hưởng đến các bệnh thận, và đặc biệt là để hình thành các sỏi thận lắng đọng các cái tinh thể trong cái nước tiểu. Thế thì phải kể đến các thói quen, thứ nhất là hiện tại bây giờ mọi người là ít vận động, lười vận động. Thứ hai là ngại uống nước. Thứ ba là nhịn tiểu. Thứ tư là bổ sung thêm các cái vitamin mà không đúng chỉ định của bác sĩ. Ăn quá nhiều chất đạm, chất đường, rồi đặc biệt các cái thực phẩm giàu canxi. Tất cả những cái thói quen đấy đều dễ gây hình thành sỏi thận. Dạ thưa bác sĩ, phòng bệnh tức là chữa bệnh, thế là ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ các cách đến với người xem chương trình để có thể phòng ngừa bệnh sỏi thận ngay từ ngày hôm nay. Bệnh sỏi thận chúng ta có thể phòng ngừa bằng cách là tạo ra các thói quen sinh hoạt tốt, vận động nhiều lên, tập các cái môn tập thể dục nhiều lên, đặc biệt là không có đi nhiện đi tiểu, uống đủ nước trong một ngày. Chúng ta có thể là uống đơn giản là khoảng 2 lít nước trên một ngày. Ăn kiêng các cái thức ăn mà có chứa nhiều oxalat như là cây đại hoàng, rau bina, rồi trà, cacao, các loại đậu, các sản phẩm làm từ đậu nành, hoặc là dâu tây, cám lúa mì. Các đạm động vật thì chúng ta sẽ ăn tầm khoảng từ 0,8 đến 1 gram trên 1 kg cân nặng cho cơ thể mỗi người. Lượng muối hàng ngày thì chúng ta nên hạn chế ở dưới 3 gram mỗi ngày. Và chúng ta nên kiêng các cái thức ăn chứa nhiều urat, ví dụ như là gan, cật và các thịt da cầm, các loại cá thì có các loại cá trích, cá mòi. Đấy thì những cái thực phẩm đó thì chúng ta nên hạn chế để phòng chống được cái bệnh sỏi thận. Xin được cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích đến từ bác sĩ. Ở phần cuối của chương trình, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách phòng ngừa sỏi thận. Vậy nếu bạn đã bị bệnh sỏi thận thì sẽ phải điều trị như thế nào? Hãy cùng chờ đón số tiếp theo của chương trình.